Vòng thi đặc biệt thì khác với những năm ngoái, thể lệ năm nay sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng nói đơn giản nhưng không dễ dàng một chút nào dành cho các bạn. Nói chung là tại mỗi một thành phố chúng tôi sẽ đưa ra một chủ đề để các bạn có thể xây dựng những câu chuyện, những khả năng và những cá tính riêng của các bạn về chủ đề đó. Với tất cả những thể loại nhảy từ hip hop đến R&B đến dancing hay là house hay là nhạc gì cũng được. Nói chung là các bạn được tự do sáng tạo. Thế nhưng các bạn chỉ được biết chủ đề trước đó có 2 tuần thôi. Như vậy áp lực sẽ đè nặng lên vai của các bạn. Chúng ta hãy chờ xem nha. Ngoài đóng góp nhỏ nhoi ấy, cậu bạn này còn được nhóm dành riêng cho mình một bài thi đặc biệt rất cảm động nữa cơ.